Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hợp tác xuất khẩu cá ngừ đại dương của Việt Nam và Nhật Bản. Hội hữu nghị Pháp Việt vùng Ga Cộng hòa Pháp hỗ trợ nạn nhân da cam. Vai trò và nguồn lực trí thức kiều bào trong việc phát triển nội lực đất nước. Gần 300 người Việt sống gần khu vực chiến sự ở Donetsk, miền đông Ukraine đã di tản, chỉ còn vài chục người ở lại thành phố để trông coi nhà cửa và tài sản. Đây là thông tin do ông Nguyễn Việt, Chủ tịch Hội Người Việt tại Donetsk cho biết, có 280 người lớn và trẻ em đã đi ra khỏi khu vực gần điểm nóng giao tranh. Những người này chủ yếu đến Kharkov hoặc các khu vực khác thuộc tỉnh Donetsk, cách rất xa trung tâm thành phố. Cuộc sống của người Việt mấy tháng gần đây càng khó khăn, không buôn bán được vì không có khách hàng. Ông Việt cho biết, người Việt ở đây chủ yếu sống bằng nghề buôn bán hàng tiêu dùng như ở các tỉnh khác. Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã có chính sách sơ tán, kêu gọi bà con di tản từ mấy tháng trước, khi chiến sự giữa phiến quân và quân đội chính phủ leo thang. Hiện có khoảng 10.000 người gốc Việt hiện đang sống tại Ukraine, trong đó chủ yếu là ở các tỉnh miền đông, họ sống bằng kinh doanh. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, tính đến ngày 5 tháng 8 đã có 209 lao động Việt Nam rời khỏi Libya về nước an toàn và 182 lao động đã ra khỏi khu vực có xung đột Tripoli và Benghazi. Đến tối ngày 5 tháng 8, còn khoảng 1.550 lao động Việt Nam đang làm việc tại 15 địa phương trên lãnh thổ Libya. Tuy nhiên, đa số vẫn đang ở những khu vực chưa xảy ra chiến sự. Các lao động Việt Nam hiện đang ở các vùng Tripoli, Gadames, Jalut của Libya. Bộ Ngoại giao đã cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Libya, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Algeria theo dõi sát sao tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ với các công ty phái cử và sử dụng người lao động có các phương án, biện pháp bảo đảm an toàn cho các lao động Việt Nam đang làm việc tại Libya. Chiều ngày 5 tháng 8 tại trụ sở Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Tổng Kiểm toán Hoàng gia Bhutan Dasho Ujen Chewang và đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận định hướng hợp tác thời gian tới, trong đó tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm và kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin nhằm tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp vốn có giữa hai bên. Ngoài ra, phía Bhutan bày tỏ mong muốn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Hoàng gia Bhutan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, thúc đẩy việc tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau của các đoàn đại biểu hai nước. Ngày 6 tháng 8, lô hàng cá ngừ đầu tiên của ngư dân Bình Định được đánh bắt theo mô hình sản xuất cá ngừ theo chuỗi giá trị với sự hỗ trợ về kỹ thuật đánh bắt của các gia đình kỹ thuật Nhật Bản đã được vận chuyển bằng đường hàng không để xuất vào thị trường Nhật Bản và bán đấu giá vào ngày 8 tháng 8. Dù mới chỉ là mô hình thí điểm, nhưng những gì đạt được trong chuyến ra khơi đầu tiên thông qua sự hỗ trợ nhiệt tình của Nhật Bản đã mở ra một triển vọng mới trong nghề đánh bắt cá ngừ của ngư dân miền Trung. Và điều này cũng đang mở ra những cơ hội hợp tác phát triển trên lĩnh vực thủy sản giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới, đặc biệt là mặt hàng cá ngừ. Sau gần một tháng ra khơi, 4 trong 5 tàu cá của ngư dân Bình Định được chuyển giao kỹ thuật đánh bắt và bảo quản hiện đại của Nhật Bản và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định hỗ trợ dụng cụ khai thác đã cập cảng cá Quy Nhơn. 4 tàu cá này đã câu được 54 con cá ngừ với trọng lượng trung bình từ 40 đến 50 kg một con. Dù sản lượng không cao do hiện đang vào cuối vụ khai thác, nhưng với kỹ thuật đánh bắt và bảo quản mới này, cái được lớn nhất mà cư dân có thể thấy được chính là hiệu quả và chất lượng. So với hồi kia là bắt con cá từ cái giá là và lên để mình dành coi nó là từ nửa tiếng đến 20 phút. Bây giờ bắt con cá này á, bây dùng công nghệ của Nhật ta thì từ giá 5 phút 10 phút rồi. Thịt nó rất trong đỏ. Thịt hầu kia bắt tự nhiên á thì cái thịt nó xấu bầm. Dự án này thành công và ngư dân đã đánh bắt được những con cá ngừ có chất lượng tốt và xuất khẩu được sang Nhật Bản ấy, thì là nó có ý nghĩa rất là to lớn. Trước hết thì như các bạn nhìn thấy đây là những con tàu gỗ đúng không ạ? Thì người ta có thể có tiền để người ta cải tạo thành những con tàu sắt, đóng tàu vỏ sắt. Mà khi mà đã được đóng tàu vỏ sắt rồi thì nó không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, nó còn có nhiều cái ý nghĩa khác. Cách đây hơn một tháng, ông Masakazu Soga là người trực tiếp hướng dẫn ngư dân cách sử dụng bồ câu, cách thức câu, cách sử dụng thiết bị để giữ con cá ngừ còn sống trên boong tàu. Còn hôm nay, cũng chính ông là người đánh giá chất lượng cá do ngư dân mà ông từng hướng dẫn đánh bắt được.
Trong 37 con cá ngừ có trọng lượng trên 40 kg được phía Nhật Bản chọn ra thì có 30% đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Tôi cũng đánh giá là mọi người, những cái ngư dân đó họ cũng đã rất là cố gắng để được cái nguồn như thế này. Tuy nhiên là qua cái đánh giá ban đầu thì thấy là mọi người cũng còn làm sai những cái bước trong cái công đoạn mình xử lý mà bảo quản. Thì nhưng mà đây là cái bước đầu mà như vậy là tôi nghĩ là cũng quá tốt rồi. Tại buổi làm việc hôm nay, giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Văn phòng Chủ tịch nước với Hội hữu nghị Nhật Việt tại Saka, Nhật Bản và công ty Kato Office về đánh giá kết quả ban đầu sự hợp tác trong xuất khẩu cá ngừ đại dương, các bên đã cam kết cùng nhau hợp tác để hỗ trợ Bình Định nói riêng và Việt Nam nói chung trong phát triển nghề đánh bắt cá ngừ đại dương, giúp ngư dân nâng cao thu nhập trong thời gian tới. Khi mô hình thí điểm tại Bình Định thành công, ngư dân các tỉnh miền Trung sẽ áp dụng làm theo và lúc đó sản lượng cá ngừ đại dương xuất sang Nhật Bản sẽ ngày càng nhiều. Ngày 5 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chỉ đạo các cơ quan của Bộ nhanh chóng phân kỳ đầu tư kết nối mạng giao thông giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Theo đó, các cơ quan trực thuộc Bộ phải nắm chắc hiện trạng đường bộ ở từng cửa khẩu, đường mòn, rà soát quy hoạch hệ thống đường kết nối. Việc kết nối đường bộ Việt Nam-Campuchia cần tập trung vào việc xây mới, nâng cấp đường, cầu, các công trình liên quan, đặc biệt là ở các địa phương giáp danh, ưu tiên kết nối giao thông tới các cặp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu có nhu cầu giao thương lớn. Được sự hỗ trợ của Hội hữu nghị Pháp Việt vùng Gard, Cộng hòa Pháp, sáng ngày 6 tháng 8, Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên tổ chức trao số tiền hơn 300 triệu đồng hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật nạn nhân chất độc da cam. Thông qua Hội chữ thập đỏ của tỉnh, các đối tượng được hỗ trợ theo quý và được thực hiện từ tháng 6 năm 2012. Với sự hỗ trợ này, đời sống của các nạn nhân và gia đình của họ đã cải thiện rất nhiều. Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân có tấm lòng vàng để hỗ trợ nhiều hơn cho các nạn nhân da cam. Bởi theo thống kê, Phú Yên hiện có hơn 10.000 người nhiễm chất độc da cam dioxin. Là tổ chức từ thiện, Hội hữu nghị Pháp Việt vùng Gard, Cộng hòa Pháp đã cứu trợ giúp đỡ cho nhiều quốc gia có số lượng nạn nhân ảnh hưởng của chất độc da cam, trong đó có Việt Nam. Tiếp theo đây là những thông tin về hội nghị thường kỳ Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và Việt Nam tham gia Liên hoan bia quốc tế Berlin lần thứ 18. Chiều ngày 5 tháng 8, tại Trung tâm Thương mại Sapa Praha đã diễn ra hội nghị thường kỳ Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội Hoàng Đình Thắng. Hội nghị đã nghe báo cáo hoạt động của hội trong 4 tháng qua, nổi bật là các hoạt động ủng hộ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ biển đảo, gặp gỡ báo cáo tình hình và những kiến nghị của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc với các đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao thăm Cộng hòa Séc. Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Hoàng Đình Thắng đã tiếp nhận số tiền gần 64.000 corona quyên góp ủng hộ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ biển đảo Việt Nam. Tính đến thời điểm này, Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã nhận được hơn 70.000 đô la Mỹ. Số tiền này sẽ được dùng để xây dựng một công trình có giá trị thiết thực với các chiến sĩ. Liên hoan bia quốc tế lần thứ 18 với khẩu hiệu Bia nấu thủ công vừa kết thúc ngày 4 tháng 8 tại thủ đô Berlin của Đức. Tham dự liên hoan bia truyền thống năm nay, Việt Nam tiếp tục mang tới giới thiệu với bạn bè quốc tế một số loại bia Việt, văn hóa ẩm thực và nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Đây là năm thứ 14 liên tiếp, bia Việt Nam, văn hóa, du lịch và ẩm thực Việt Nam được đưa tới quảng bá với bạn bè quốc tế tại liên hoan bia truyền thống Berlin. Việc tham gia liên hoan bia hàng năm đã trở thành hoạt động không thể thiếu với cộng đồng người Việt tại Đức, là nơi giao lưu, gặp gỡ, góp phần vào tăng cường hiểu biết và tình đoàn kết trong bà con cộng đồng. Trải dài trên 2,2 km, dọc đại lộ Karl Marx Allee, Liên hoan bia Berlin được coi là vườn bia dài nhất thế giới. Vai trò và nguồn lực trí thức kiều bào có trình độ khoa học công nghệ cao đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong những năm qua đã được Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam ghi nhận. Trong quá trình đổi mới và phát triển, nguồn lực này chính là cơ sở nền tảng góp phần phát triển nội lực quốc gia. Mặt khác, sự trở về của trí thức kiều bào cũng là một trong những động lực để khuyến khích nguồn lực du học sinh sau khi được đào tạo ở nước ngoài quay trở về đóng góp cho quê hương. Song trên thực tế, sự trở về của đội ngũ này thời gian qua vẫn còn khiêm tốn so với hơn 400.000 trí thức kiều bào hiện đang có mặt trên khắp mọi miền thế giới. Đây cũng là những vấn đề luôn được nhắc tới trong nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác kiều bào. Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã nhấn mạnh việc vận động phát huy khả năng đóng góp của trí thức kiều bào. Trên thực tế, trong suốt thời kỳ đổi mới, sự đóng góp của kiều bào, đặc biệt là những nhà khoa học, những chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực đã được ghi nhận. Riêng
cái kho tàng rất quý báu, đó là chất xám của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, với những nhà khoa học, với những nhà bác học, với các chuyên gia đầu ngành ở tất cả các lĩnh vực mà người ta hiện nay đang công tác, các quốc gia tiên tiến trên thế giới, người ta có thể đóng góp cho chúng ta. Nhưng có một điều mà chúng ta cần phải khắc phục, đó là cái cơ chế, đó là cái chế độ chính sách, làm sao chúng ta đáp ứng được một phần tương đối cái yêu cầu của chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Tuy nhiên, số trí thức, nhà khoa học về nước làm việc còn rất khiêm tốn và mới chỉ tập trung vào một số các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin, kinh tế tài chính. Trong khi đó, rất nhiều trí thức kiều bào sở hữu công nghệ của những ngành công nghiệp quan trọng có khả năng đóng góp vào việc phát triển nội lực của quốc gia, nhưng khi trở về Việt Nam lại không có điều kiện để cống hiến. Khi anh đã được học tập những cái kiến thức của người ta rồi, thì ông mang về Việt Nam là cái chuyện những cái gì nó thuộc về bí mật quốc gia như là quân sự hoặc là thì họ không cho thôi. Thế còn người mình thì cũng không vào những cái lĩnh vực cấm đấy được. Mình thì học về kinh tế này, về hóa chất, về chế tạo máy, về những vấn đề đấy. Nhưng mình có mang về nước thì mình cũng không làm được vì không có nhà máy mà cũng không có phương tiện. Nhiều ý kiến cho rằng với đội ngũ nhà khoa học, trí thức, kiều bào đông đảo lại định cư ở đa số các nước có trình độ công nghệ tiên tiến, nên một trong những giải pháp nhằm đưa đất nước ta phát triển bền vững là nâng cao khoa học công nghệ kỹ thuật. Muốn thực hiện được điều này thì trước hết phải thúc đẩy hoạt động khoa học của Việt Nam, xây dựng cơ chế chính sách, thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, từ đó kêu gọi được các nhà khoa học, các chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài về nước. Cái lực lượng trí thức trong kiều bào chúng ta rất là đông đảo và nhiều người là trí thức đồng ngành, các chuyên gia đồng ngành thuộc nhiều lĩnh vực. Thì nếu như mà có cách nào đó để mà tập hợp được cái trí tuệ của đội ngũ chuyên gia trí thức này ấy, thì có thể nói đây là một nguồn lực rất lớn để mà góp phần quan trọng vào cái sự phát triển đất nước. Sự trở về nước của những trí thức kiều bào còn có tác động tốt đến suy nghĩ về hay ở của những sinh viên, nghiên cứu sinh đang du học tại các nước theo nhiều nguồn kinh phí khác nhau, trong khi sự phát triển nội lực của đất nước đang rất cần nguồn lực này. Sau 4 tuần giao lưu và học tập ngày 6 tháng 8, chương trình trại hè tiếng Anh do Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng phối hợp với một số trường đại học Hoa Kỳ và Canada tổ chức đã bế mạc. Chương trình trại hè tiếng Anh đã tạo điều kiện cho 100 học viên là học sinh yêu thích bộ môn tiếng Anh và những giáo viên đang giảng dạy tiếng Anh tiếp xúc trực tiếp với các giảng viên đang làm việc tại một số trường đại học cao đẳng của Hoa Kỳ và Canada để cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức giao lưu văn hóa, các buổi thảo luận thuyết trình bằng tiếng Anh về chủ đề liên quan đến mối quan hệ gia đình, bạn bè, nghề nghiệp, việc làm để tăng cường sự hiểu biết về nền văn hóa giáo dục của Việt Nam và các nước nói tiếng Anh, cũng như các mối quan hệ xã hội giữa học sinh, giáo viên với nhà trường. Chương trình trại hè tiếng Anh là một trong những hoạt động của đề án ngoại ngữ 2020 nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tờ Huffington Post của Anh vừa đưa ra dự đoán những địa danh du lịch trên thế giới sẽ trở nên hot trong vòng 20 năm tới, trong đó có hang Sơn Đòn của Việt Nam. Huffington Post đánh giá tour du lịch thử nghiệm khám phá hang Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới vừa được đưa ra vào năm ngoái, hứa hẹn sẽ là sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách bậc nhất trong những thập kỷ tới. Chi phí thực hiện một chuyến khám phá Sơn Đòn không hề rẻ, với một tour 7 ngày 6 đêm có giá là $3,000 mỗi khách. Mỗi tháng, đơn vị khai thác tour khám phá hang Sơn Đòn ở tỉnh Quảng Bình chỉ được phép tổ chức 4 tour và mỗi tour chỉ có 8 khách tham gia. Nhưng số người phục vụ lên đến hàng chục người do mức độ mạo hiểm khi du lịch hang động này. Đây là cơ hội không phải ai cũng có được để có thể trở thành một trong những người tiên phong khám phá hang động lớn nhất thế giới. Bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam xin tạm dừng tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên website vtv4.vn hoặc qua trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau của chúng tôi.